Dạ, Lâm Nguyên TV xin mến chào ông bà cô chú chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà cô chú chị em ngày mới tốt lành, thành tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ nha. Thì ông bà cô chú chị để trở lại tìm kiếm những căn nhà quan, tìm kiếm những câu chuyện tâm linh. Hiện tại giờ Lâm đang ở núi Cấm Thiên Cấm Sơn, đó là một cái núi đỉnh núi cao nhất. Thì Lâm đang tìm kiếm được một căn nhà quan. Căn nhà này được biết là căn nhà trọ đã bỏ rất là hoang và chủ đi rất là xa rồi, là không biết là chủ ở đâu. Lâm thấy người dân hỏi xung quanh xung đây thì người ta nói là làm ăn không được thì bỏ đi. Thì cả nhà cũng biết là căn nhà quan mà làm ăn không được bỏ đi thì nó sẽ có hiện tượng gì. Nghe nói anh trai kia nói là bỏ này khoảng gần hơn chục năm rồi, bỏ quan nó nhìn rất là u ám rồi ma mị. Thì để biết video thế nào, Lâm sẽ vào trong đây và sẽ chia sẻ cho bà con chú chỉ biết là cái ngôi nhà quan này sẽ có điều gì nha. Lâm sẽ bắt đầu vào đây nha cả nhà nè, nhìn thấy rất là u ám luôn. Căn này rất là to, nghe nói là một cái ngày xưa là một cái bán quán nước và cơm chay, bán nhà trọ thì bỏ cả chục năm rồi. Thì ngôi nhà này bỏ cả chục năm rồi thì có lẽ cả nhà cũng biết nơi cái vùng đất Thất Sơn Bảy Núi này, nơi huyền bí thì có những cái tâm linh ma mị chắc chắn là có trong đây. Tâm sẽ quay cái cam lại và chia sẻ cho ông bà cô bác xem nha. Thưa gì con nhà thế này nè ông bà cô bác. Bây giờ thì Lâm sẽ tiến hành vào chia sẻ từ từ cho ông bà cô bác xem nha. Trước này giống như cái dãy ngày xưa người ta bán đồ đó, cả nhà, ta để bán nước ngọt này kia rồi và cái bánh trái này kia ta trưng bày ở trước nè, cho bán cho người khách thập phương đi chùa đi ngang đây để mua nha. Cái này đường chảy lên trển nè. Lâm sẽ vào trong đây và chia sẻ thêm cho ông bà cô chú chị xem. Ở đây rác rến rất là nhiều, rất là u ám và rất là ấy. Cái nhà này nó mục là nó sập ở trước hết trơn rồi nè, đó thấy chưa. Ngày xưa là cái nhà này gọi là nhà trọ rồi nhà nghỉ rồi buôn bán cà phê nước đá này rất là nhiều. Khu này khu để dành bán đồ thực phẩm như là đúng là một cái bếp ta bán bánh xèo, thường là ở núi này thì ta bán bánh xèo nè, rồi ta bán cái cơm chiên hay là hủ tiếu gì đó vân 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 vân. Anh mình di chuyển qua mấy bên đây nha. Đây thì ngày xưa Lâm nhìn thấy xa xa thì bước đây luôn nè. Chắc có lẽ là cái vị trí này Lâm đang đứng nè, là cái vị trí người ta ngày xưa người ta làm võng, làm dăng những cái võng xung quanh cây nè, cho bà con cô bác người ta đi viếng chùa, người ta mệt mỏi ta ghé đi uống nước thì ta nằm đây nha. Đó. Lâm sẽ di chuyển cho tiếp tục nha. Ở trước này là một cái sàn. Đây có môi rất là to luôn cả nhà, tối qua mới thấy. Anh xung quanh này như có ai đi núi ghé bỏ mấy cái chai nước ở đây nè. Đây là bên đó là cái bàn. Gì trời. Bây giờ có tiếng rồi đó. Bây giờ là có tiếng rồi. Ghê vậy. Vào bên trong đây có gì không nha, nghe tí rồi bên đây nè cả nhà. Em bật cái đèn lên nha. Đây có cái tivi thôi à. Con ở trên thì nó cũng nứt hết trơn, nó bể hết trơn. Muốn nó bay hết trơn. Nhà này cũng sập hết trơn cả nha. Đây là cái tivi. Cái tivi cả nhà. Nãy Lâm nghe cái tiếng gì, có cái tiếng gì.
Cái gì mấy trên cả nhà. Không có thấy gì đâu ta. Thật kỳ. Nãy giờ mà âm hoài luôn. Đây là cái phòng nước, phòng gì? Tắt điện. Không có gì đâu. Ngày xưa là đây là vừa bán nước là ra cái nhà nghỉ. Vừa chắc chỗ vườn tập thể đó cả nhà. Vì bỏ uổng bự giờ bá luôn. Đi tiếp nha. Gì chưa? Tiếng ngoài xe nó chạy hay không cả nhà thông cảm nha, mà này lúc nãy nó có tiếng gì bên đây này. Tiếng gì chưa? Đi đùng đùng hoài ta. Ghê. Xung quanh đây có ai đâu, đâu có. Chỉ có mấy ông chạy xe tại chạy tới chạy lui thôi chứ đâu có ai đâu người ta. Bên đây có ai không? Cái phòng là cái phòng phòng nghỉ đó nha, một xíu gì. Bọng nồi tường nó nứt hết trơn. Di chuyển qua mấy mày.